Nóng, người đẹp Mỹ gục ngã khi đăng quang hoa hậu hòa bình quốc tế, Việt Nam bị loại tức tưởi. Miss Grand International 2020 chính thức gọi tên người đẹp Evelyn Abena Aptia Mỹ. Đại diện Việt Nam Á hậu Ngọc Thảo tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở top 20 chung cuộc. Tối 27/03, đêm chung kết và xếp hạng cuộc thi Miss Grand International 2020 chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Xuất sắc vượt qua 62 người đẹp đến từ các quốc gia khác nhau, đại diện Mỹ Evelyn Abena Aptia đã chính thức trở thành chủ nhân mới của chiếc vương miện danh giá. Top 3 chung kết Hoa hậu USA, Á hậu 1 Philippines, Á hậu 2 Puerto Rico. Sau thời khắc chuyển giao giữa tân hoa hậu, người chiến thắng sẽ có nhiệm vụ quảng bá văn hóa, du lịch. Đặc biệt, góp phần tiếng nói đẩy lùi chiến tranh và hòa bình khắp thế giới. Xuyên suốt quá trình tham dự Miss Grand 2020, Evelyn Abena Aptia được đánh giá cao bởi vẻ đẹp phúc hậu, kỹ năng trình diễn và thuyết trình khá tốt. Tại phần thi bikini tối nay, cô là thí sinh thuộc top cao với 9.73 điểm từ hội đồng ban giám khảo. Vì xúc động vì là người da màu đầu tiên chiến thắng tại Miss Grand, Evelyn Abena Aptia đã bật khóc nức nở. Ngay sau đó, tân hoa hậu lấy lại bình tĩnh và xải những bước cắt toát đầu tiên. Đương kim Miss Grand 2019 trao lại nhiệm vụ cho người kế nhiệm. Evelyn Abena Aptia đã được bổ nhiệm làm tân Miss Grand United States 2020 và sẽ đại diện cho Mỹ tại Miss Grand International 2021. Abena 27 tuổi, cao 1m72 và không phải là gương mặt mới trong giới thi hoa hậu vì trước đó cô từng đại diện cho Ghana tại Hoa hậu Trái đất 2019. Tham gia cuộc thi Top Model of the Year và trình diễn thời trang cho nhiều hãng thiết kế nổi tiếng thế giới. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.